chào quý vị. Thưa quý vị, ngay sau khi trở lại bình thường mới thì tình hình kinh doanh bất động sản trở nên nhộn nhịp. Một dấu hiệu cho thấy các giao dịch trên thị trường đã khả quan hơn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm chính là tình trạng xẻ đất nông nghiệp để bán nền. Có nhiều diện tích là đất trồng lúa nước cũng được phân lô để bán nền. Việc phân lô bán nền đất nông nghiệp được rao công khai nhộn nhịp trên Facebook và các trang mạng xã hội. Có đất và đội ngũ môi giới luôn cam kết sẽ chuyển được mục đích sử dụng sang đất thổ cư. Nếu người mua không tỉnh táo sẽ dễ bị thiệt hại. Việc phân lô bán đất nền nông nghiệp nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ làm ảnh hưởng không ít đến quy hoạch chung và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Thực tế vấn đề này sẽ được chúng tôi thông tin ngay sau đây. Rất dễ dàng để tìm kiếm hàng loạt thông tin rao bán đất và được đội ngũ môi giới đưa đi xem đất. Đây là những phần đất được phân lô từ một thửa đất nông nghiệp ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Chủ đất tự đổ đá mi cho con đường mòn này. Tại xã Trường Đông, việc phân lô đất nông nghiệp rất sôi động. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người hùng lại mua một diện tích lớn với giá đất nông nghiệp, sau đó sẽ ra nền 5m x 25m hoặc 23m bán giá cao hơn nhiều lần. Giấy tờ đất được công chứng nhưng sổ đỏ hàng chục người cùng đứng tên. Người mua hầu hết là người lao động có thu nhập thấp, công nhân. Bởi theo họ, với nguồn thu nhập thấp, đánh liều mua đại mới có đất để xây nhà. Hiện nay tại khu vực này, nhiều căn nhà đã được xây hoàn chỉnh, người dân đã dọn vào ở. Bên cạnh đó còn nhiều lô đất trống chưa có người mua, đang hình thành một khu dân cư riêng lẻ. Chính quyền địa phương mặc dù có giám sát xử phạt các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng không thể theo kịp thực tế. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Đông đã có ý kiến về vấn đề này như sau. Nếu mà người dân mà tự ý mở đường thì ở đối với ủy ban xã sẽ tiến hành lập biên bản xử lý và yêu cầu người dân phải đình chỉ không mở đường và không có phân lô mà để xây nhà, tại vì đất đó là đất không có phù hợp với quy hoạch, không có đất thổ cư và không có đường nên không tách thửa được. Chừng nào có quy hoạch phù hợp theo cái hàng năm của ủy ban xã được sự đồng ý của phòng đăng ký đất đai thị xã Hòa Thành và phòng tài nguyên mới được mà tách thửa theo cái quy hoạch phù hợp. Thì hiện nay chỉ có ở khu vực Trường An là gần cái suối Giải Mã là còn khu đất lúa, thì hiện nay chỉ còn khu đó thôi, quản lý khoảng mấy chục ha lúa đó. Hiện nay thì đất vườn và cây lâu năm không đã quy hoạch. Tuy nhiên những cái khu nào mà được quy hoạch thì mới được lên đất thổ cư, còn nếu không thì vẫn là đất vườn và đất lúa, nhà nước ở địa phương thì vẫn không biết chặt như đó. Nếu mà xảy ra những trường hợp đó thì sẽ ủy ban sẽ lập biên bản xử lý những cá nhân tổ chức nào mà lập đường hay là phân lô trái với quy hoạch của kế hoạch sử dụng đất của xã. Hiện việc phân lô đất nông nghiệp khi chuyển nhượng thì có rất nhiều người đứng tên đồng sở hữu. Người mua phải chịu nhiều rủi ro, nhưng hầu như ít ai để ý. Nếu mà đất mà có nhiều người đứng tên đồng sở hữu thì cái đó là sai quy định. Cái đó là chỉ những người nào mà buôn bán đất, nói chung là cò đi, thì người ta lợi dụng cái đó, người ta mua để người ta lợi dụng bán cho những người dân mà ở địa phương khác mà người ta đang khó khăn về nhà ở, nghèo khổ, đất người ta bán để chỗ khác lại đây mua. Những người đó lợi dụng bán lại cho những người đó để đồng sở hữu. Người ta nói đất đó thì có quy hoạch hay là có đất thổ cư gì đó, nhưng người ta, những người kia nghe để người ta mua. Nhưng mà nếu những người đó mua xong mà xây nhà thì ủy ban xã sẽ xử lý, lập biên bản xử lý và đình chỉ thi công và không cho được phép xây. Để tránh những trường hợp đó thì
Thì về phía ủy ban xã Bình Trong thì có đề nghị bà con nhân dân mà nếu muốn mua đất hay là có nhu cầu gì để mua đất ở chỗ đó thì có thể liên hệ tới ủy ban xã hoặc địa chính xã để hỏi coi cái chỗ đó có thể mua được và có thể xây nhà được không, để ủy ban xã có thể hướng dẫn, chứ đừng có nghe những người mà ở ngoài mà ta kinh doanh đất ấy, thì sẽ thiệt thòi về mình, và nếu mà xây nhà trái với quy định thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Không chỉ ở Trường Đông, tại thành phố Tây Ninh thời gian gần đây cũng diễn ra tình trạng một số tổ chức cá nhân tách thửa, phân lô bán nền đất nông nghiệp ở khu vực quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Có 19 khu đã tách thành 303 thửa với hơn 152.000 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đã kiểm tra và phân loại như sau: hồ sơ chuyển nhượng đã hoàn thành 147 thửa với gần 64.000 m2. Hồ sơ chuyển nhượng tạm trả chủ sử dụng đất để chờ kết luận thanh tra là 14 thửa với diện tích hơn 6.300 m2. Hồ sơ chuyển nhượng Sở Tài nguyên Môi trường trả về là 10 thửa. Hồ sơ chuyển nhượng đang trình văn phòng đăng ký đất đai tỉnh là 14 thửa. Hồ sơ tặng cho đã hoàn thành là 8 thửa. Hồ sơ tặng cho đã ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chờ chủ sử dụng đất nhận là 14 thửa. Có 96 thửa đã làm hồ sơ ký thẩm định đo đạc tách thửa nhưng chưa nhận hồ sơ chuyển quyền. Có một khu đất rộng hơn 2.800 m2 chưa thực hiện tách thửa. Thì sau khi nhận được một số thông tin trên địa bàn thành phố có một số hiện tượng là người dân tự ý là nâng cấp cái đường hiện trạng, là các cái đường đã có trên bản đồ địa chính trước đây để thực hiện cái công việc là phân lô tách thửa, thì thành phố đã có thành lập các cái đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý những cái thông tin này. Trước mắt là thành phố tổng hợp lại đối với cái việc là xử lý những cái trường hợp mà phân lô tách thửa là không đảm bảo theo quy định. Đối với những trường hợp này thì thành phố cho rà soát lại, xem xét các cái hồ sơ khi mà đăng ký điều chỉnh biến động ở địa phương, xem xét là những cái vị trí này nó có phù hợp quy hoạch là khu dân cư ở hay không. Tránh cái trường hợp người dân không biết đầy đủ những các cái thông tin về quy hoạch, thì khi đó người dân sẽ khi mà mua đất xong thì không thể mà chuyển mục đích sử dụng đất cũng như xin phép xây dựng được tại những vị trí này. Phân lô bán nền đất nông nghiệp đang diễn ra nhộn nhịp trên hầu hết các địa bàn, nhất là các địa phương được đầu tư xây dựng hạ tầng tốt, đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân các huyện đã tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thì đối với Châu Thành thì để hạn chế cái tình trạng trên thì Ủy ban huyện đã tập trung một số giải pháp. Cái thứ nhất là tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về đất đai. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp xử lý kịp thời các trường hợp mà cố tình phân lô bán nền không đúng theo quy định của pháp luật. Các dự án ảo thì khi mà phát hiện theo dõi trên cổng thông mạng xã hội thì nếu có trường hợp này thì yêu cầu phòng chức năng cũng như là ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung mời chủ đất về để quán triệt, để làm việc, để tháo gỡ những cái bài đăng có liên quan gây ảnh xáo trộn trong xã hội. Rồi tiếp theo đó nữa là khi có các người dân mà hỏi thông tin để giao dịch đó thì tuyên truyền, phân tích, nói cho người dân được rõ để hạn chế cái tình trạng va vào những cái dự án không có thật này, để nhằm quản lý về đất đai của trên địa bàn được chặt chẽ hơn. Trong thời gian vừa qua, thành phố liên tục kiểm tra, cái công tác này là công tác thường xuyên, kiểm tra cái trật tự xây dựng trên địa bàn. Thì thành phố là liên tục kiểm tra, thì vẫn có những cái trường hợp là chúng ta phải bắt buộc, phải tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp là những cái khu vực quy hoạch thì chưa thực hiện quy hoạch theo cái quy hoạch đã được phê duyệt, thì thành phố vẫn xem xét nếu phù hợp với cái phù hợp và có đất ở, trong có quyền sử dụng đất là có đất ở, thì thành phố vẫn xem xét cấp tạm. Nếu mà người dân đồng ý là sau này khi mà nhà nước thực hiện quy hoạch thì có thể là tháo dỡ không đền bù.
Đó, thì tùy trường hợp là nếu mà đảm bảo phù hợp đúng theo các hướng dẫn của Ủy ban nhân tỉnh thì thành phố vẫn xem xét tạo điều kiện cho người dân được sử dụng cái vị trí đất của mình một cách phù hợp và hiệu quả cao nhất. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất đai, nhất là việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng chuyển nhượng sử dụng đất bất hợp pháp. Thực hiện trả lại đất cho nhà nước để thực hiện công trình công cộng, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trước đây thì chúng ta xem xét chúng ta cho chuyển mục đích sử dụng đất theo cái chỉ tiêu sử dụng đất. Tuy nhiên thời gian gần đây thì lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cũng đã có chủ trương, cũng đã có chỉ đạo các cái Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thì khi mà chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ bám theo cái quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng của địa phương. Thì như vậy sẽ tránh cái trường hợp là có một số vị trí khi trước đây khi mà chúng ta chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc là đất thương mại dịch vụ phi nông nghiệp nhưng mà lại không thể xây dựng trên vị trí đất đó. Đó thì hiện nay thì cái mới và cái khắc phục được cái tình trạng đó thì cơ bản thì cái quy hoạch chung của thành phố cũng như quy hoạch các phân khu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thì nó đã đồng bộ với nhau và nó thống nhất, nó đồng bộ luôn với cái kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn năm 2021 đến 2030 cũng như là cái kế hoạch sử dụng đất của 2022. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của từng huyện, thị xã, thành phố. Trong quyết định phê duyệt đã có các chỉ tiêu quan trọng và chủ yếu, bao gồm diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022, kế hoạch thu hồi các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Hiện nay, các đơn vị phòng ban chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố đang chuẩn bị bản đồ sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để công khai tại Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn. Để khi người dân có yêu cầu thì người dân tham khảo để xem xét các thông tin này để tránh trường hợp người dân bị những thương lái mua đất bán lại những vị trí đất nó không quy hoạch là đất ở. Tránh trường hợp người dân mua đất thì sau đó lại không thể chuyển mục đích sử dụng đất cũng như không thể xây dựng nhà trên vị trí đất của mình. Lý do là đã bị quy hoạch hoặc là không đúng mục đích sử dụng đất. Có tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát, có xử lý những trường hợp vi phạm trong việc phân lô tách thửa đất nông nghiệp để bán nền, nhưng dường như chưa đủ lực để hạ nhiệt cơn sốt xẻ thịt đất nông nghiệp ở một số địa bàn trong những ngày này. Mua đất giá rẻ, ai cũng thích, ai cũng muốn. Nhưng để sử dụng đúng theo yêu cầu của người mua lại là một vấn đề mà hầu hết người mua đều đặt vấn đề rất rõ ràng. Làm sao để xây được nhà khi mục đích sử dụng đất ghi là đất lúa nước? Cam kết, hứa hẹn của người môi giới chỉ là một chiêu trò. Sử dụng đất đai để xây dựng nhà ở tách thửa để cho con cái là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, khi nhu cầu này bị đội ngũ cò đất người môi giới về đất đai lợi dụng để thổi giá đất lên cao, người mua đất không nắm chắc các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, rất dễ bị tiền mất mà không sử dụng được diện tích đã sang nhượng. Vì vậy, người dân có nhu cầu sử dụng đất hoặc mua đất để phục vụ cho yêu cầu cuộc sống, cần đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn để cập nhật thông tin về kế hoạch sử dụng đất hàng năm và các quy hoạch sử dụng đất. Quý vị thân mến, chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới trên kênh TTV11. Quý vị có thể xem lại chương trình này và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.